Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn, chào bà con cô bác xa quê. Hôm nay kênh Việt Nam Travel sẽ giới thiệu đến quý vị như là bà con cô bác xa quê về đến làng Việt Kiều Châu Âu, hiện tại ở phường Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Thì đây là một cái làng Việt Kiều Châu Âu, gồm những cái căn nhà biệt thự có đất đai rất là rộng và cái cách xây cũng như là cái kiểu cách nó hiện đại. Nhưng mà mến thưa quý vị các bạn là cũng cách đây khoảng chừng 3-4 năm đổ về trước, cái làng Việt Kiều Châu Âu này hầu như đến 90-95% các nhà các biệt thự xây lên là cũng là để bỏ hoang và không hoàn thiện. Và khoảng 3 hoặc 4 năm đổ về đây thì là cái làng Việt Kiều này bắt đầu là xây dựng. Như quý vị và các bạn đang thấy một cái căn biệt thự ở phía trước màn hình của quý vị và các bạn. Đây là căn biệt thự này vừa mới hoàn thành và cách đây khoảng 2 năm. Kênh Việt Nam Travel có đi qua đây là không được nhìn quy mô và cái nét đẹp của căn biệt thự nó như thế này đâu, mà nó là những cái hàng gạch mà xây thô. Và trong làng biệt thự này thì nó cũng có rất là nhiều cái vườn, có 2-3 cái vườn hoa như thế này các bạn, một số cái vườn hoa. Vườn hoa này thì chưa được cắt tỉa rất đẹp cho lắm, nhưng mà cũng là che bóng mát và tạo sự hài hòa và dễ chịu trong cuộc sống, nhất là với mùa hè như thế này. Và cụ thể cái làng Việt Kiều châu Âu nó như thế nào thì cũng mời quý vị và bạn cùng với kênh Việt Nam Travel chúng ta hãy xem qua một chút tổng thể của làng Việt Kiều châu Âu này nhé. Cũng biết là quý vị và các bạn chúng ta có nhìn thấy ở qua cái máy flycam. Đấy, bây giờ mình sẽ quay một vòng để cho quý vị và các bạn chúng ta nhìn thấy xung quanh nhé. Gồm rất là nhiều cái tòa nhà chọc trời các bạn. Những nhà chọc trời này không phải là nằm ở trong khu làng kiểu châu Âu đâu, mà nằm ráp xanh xung quanh. Đấy. Gồm những căn biệt thự rất là đẹp các bạn. Và chúng ta sẽ
đây cũng có những cái sân gôn, không phải là sân gôn mà là sân tennis cho nhân dân cũng như là các câu lạc bộ ở trong này chơi. Đây, trước mặt thì thấy sân này. Việt kiều châu Âu này thì nó ráp danh, nó nằm ở giữa hai tuyến đường, đường 36m núi Điền và đường Nguyễn Văn Lộc của Hà Đông. Hai tuyến đường này là nối giữa hai cái tuyến đường chính, đó là đường Lê Văn Lương kéo dài và đường Trần Phú của Hà Đông. Trong làng Việt kiều này có các cái hồ. Ở đây có thấy, mình toàn thấy một cái hồ.
khá là rộng đấy các bạn. Đây là một cái hồ khá là rất là rộng, nước trong xanh. Điều nào có một ngôi đền như các bạn đang thấy và một cây đa rất là to. Đây mình toàn biết là tên đền nó là đền. Trong này cũng có chia ra các tổ các bạn nhé. Ở đây là một cái sân dành cho thể thao của cái tổ 6. Chắc cái này là buổi chiều ra thì các mọi người ra đây chơi thể dục thể thao cuối ngày. Và ở đây thì quý vị các bạn đang nhìn một cái căn nhà đằng trước. Cái căn nhà này thì hiện giờ cũng chưa hoàn thiện, đang còn phần thô, chắc đang hoàn thiện giờ. Và cách đây khoảng 3-4 năm về trước thì hầu hết các cái căn nhà nó đều là như thế này, đều bỏ hoang như thế này. Quý vị các bạn, đây là một cái căn nhà mà có thể nói là đại diện cho khoảng đến 80-90% của các căn nhà trước đây cái làng Việt Kiều Châu Âu này. Mình toàn xin mời quý vị và bạn chúng ta hãy tiếp tục chúng ta tham quan làng Việt Kiều Châu Âu ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội nhé. Ở đây là có các cái chốt bảo vệ. Đây, như bạn đang thấy là trước mặt là chỗ bảo vệ và các công ty là thuê ở đây. Và ở đây là chúng ta thấy là nếu ở trong làng Việt Kiều Châu Âu, chúng ta phải đi ra được cái con đường mà mình toàn vừa nói, theo con đường rộng, rất rộng, nối liền với Lê Văn Lương và đường Trần Phú, và có những cái tòa nhà cao chọc trời như thế này đang xây dựng. Phía trước của chúng ta là sẽ đi thẳng ra cái đường Nguyễn Văn Lộc. Nói qua cái đường Nguyễn Văn Lộc thì là một trong những cái đường mà sầm uất nhất nhì bây giờ của Hà Đông hiện tại. Hầu như các cái nhà hàng hoặc dịch vụ đều về đường Nguyễn Văn Lộc để mà giá cả thuê một ngôi nhà trong làm điều này khá là đắt đỏ các bạn. Biệt thự ở trong làng Việt Kiều Châu Âu. Cái này thì cách đây năm ngoái là mình toàn có vào đây để mà hỏi thuê cho một người bạn. Giá một căn biệt thự như này nó rơi tầm khoảng trên dưới 30 triệu. Đấy là cách đây khoảng gần hơn một năm, gần 2 năm đối với trước các bạn. Và trong làng Việt Kiều này thì các cái số nhà đánh nếu mà ai mà không quen thì sẽ rất là khó tìm. Chính vì thế mà khi mà quý vị các bạn chúng ta vào cái làng Việt Kiều này, chúng ta nên hỏi rằng chú bác bảo vệ. Đây, trước mặt chúng ta là một cái trường học.
toàn thấy rất là nhiều cây xoài mà quả hai chữ quả như này cũng quá. Wow, nhiều quả quá. Mình Toàn xin mời quý vị và bạn chúng ta hãy đi ra cái tuyến đường Văn Lộc. Cách đây khoảng 3 năm đổ về trước thì tuyến đường này nó còn hoang sơ, nhưng bây giờ là rất là sầm uất và sầm uất nhất nhì ở Hà Đông bây giờ. Liền kề ở đây cũng không dưới 25-28 triệu thuê, đấy là tiền thuê một tháng. Và có quán nước ngon. Ban là ban nhân dân phường Bố Lao. Ở đây cũng xung quanh cũng có rất là nhiều chung cư khu ban. Và đây là cái khu tập trung các cái buôn bán, cái làng nghề của phường Bố Lao, phường Bố Lao cũng như là của quân Hà Đông nữa các bạn. Đây mà chưa được sửa chữa và chưa được được cho thuê. Trước mặt quý vị và ban thì chúng ta đi, tiếp theo thì sẽ ra đường Lê Văn Lương kéo dài. Đây là đường Nguyễn Trãi, chúng ta đi
đi rẽ trái là đường dài, rẽ phải là ra được đường cho dài, hoặc đi thẳng chúng ta cũng có thể ra được đường dài. Bạn là một trong những cái tổ hợp tòa nhà cao tầng của Hà Đông, gọi là cái khu cao cấp của tòa nhà chung cư Hà Đông, tổ hợp nhà cao tầng. Và đây cũng là một cái dự án mà cách đây khoảng 10 năm, gần 10 năm, khoảng 7-8 năm gì đấy là đã có cái dự án này rồi, nhưng mà bây giờ vẫn thấy bao bọc và tôn cái việc bạn. Dự án chỉ là nằm chết ở đấy thôi. Và trước mặt của các bạn là trường trung học cơ sở Bộ Lao. Vâng, và video giới thiệu về làng Việt Kiều châu Âu của Lào, ở Đông Hà Nội, kênh Việt Nam Travel đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị và bạn chúng ta đã dành thời gian quý giá để mà xem video lần này. Xin mến chúc quý vị và bạn và những bà con cô bác xa quê luôn vui vẻ, mạnh khỏe và tràn đầy sức sống. Nếu mà bà con cô bác xa quê, nếu mà có muốn xem quê hương của mình ở đâu thì xin bà con cô bác cũng như là gì các bạn chúng ta hãy bình luận ở dưới video để cho Minh Toàn có dịp phục vụ quý vị và các bạn khi mà chúng ta xa quê. Một nữa xin cảm ơn và mến chào, hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những video tiếp theo.